Đồ Bất Hiền kính chào quý vị. Hiện nay đang là lúc rất khuya rồi, chừng 21:56 ngày 7 tháng 6 năm 2017, và chúng tôi đang quay chiếc cặp bàn thờ gỗ vụ theo cầu mà khách hàng anh ở Vinhome Thăng Long, Hà Nội. Thì cặp bàn thờ này với kích thước là ngang là 1m75, sâu 81 và cao 1m27. Và cặp này thì rất là giống cái cặp mà chúng tôi năm ngoái đã chuyển vào cho anh Hùng ở trong Vũng Tàu. Công thức từ trên vẫn là bao lan, xong đến cái mặt dày 1.5 phân và đến cái phần đường triện chạy, đường triện như ý, tượng trưng cho vạn sự như ý ở đây. Và bên dưới này là các cái cảnh về sen cò, rồi thì các cái hoa văn khác. Rồi bên dưới cái yếm là yếm chạy suốt, có con rơi càng chữ thọ và các cái đồng tiền tượng trưng cho phúc lộc thọ, và năm con rơi thì tượng trưng cho là ngũ phúc, tức là phú quý thọ khang ninh. Tất cả các cái hoa văn tiết thì đều là rất là nuột nà, trơn tru và mượt mà. Và đây là các sản phẩm đang bày tại tầng 3 phía trước ở khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Sau này quý vị nhắc đến cái cặp bàn thờ này thì sẽ nhắc là cặp bàn thờ của khách hàng anh ở Vinhome yêu cầu. Cứ có khách yêu cầu là chúng tôi lại quay phim để cho khách xem thật là kỹ. Và báo cáo quý vị là trong cửa hàng hiện nay chúng tôi tính tất cả các bàn thờ lớn nhỏ và sau thờ thì có lẽ lên đến 70 cái. Quý vị nhìn qua đây đã bày la liệt đây, các cỡ lớn nhỏ khác nhau đây. Và ngoài ra thì còn những cái còn đang để mộc còn rất nhiều. Đây là tầng 3 phía trước của Đồ Gỗ Đức Hiền. Đây là bà chủ nhà tôi. Đấy, chủ thì được ngồi chơi, còn thì trợ lý cứ phải làm lụng suốt ngày, lúc thì làm, đến lúc phải đi thuyết minh sản phẩm. Và bây giờ thì tôi sẽ lia máy lại gần để quý vị sẽ quan sát tất cả các chi tiết của bàn thờ từ trên xuống dưới. Và đặc điểm của tất cả các cái sản phẩm của Đồ Gỗ Đức Hiền là luôn luôn đánh trần theo màu tự nhiên của gỗ, tức là khách hàng có thể trông thấy rất rõ ràng chất gỗ, vân gỗ, và ai cũng có thể thấy tính chất minh bạch của sản phẩm. Và chúng tôi khi bán thì kèm theo có giấy để ghi rõ về loại gỗ, và chúng tôi chịu trách nhiệm về cái việc mà chúng tôi bán gỗ nào là chính xác gỗ đó. Và như vậy là đây bên này cũng có một cái cặp nữa, nhưng mà cặp bên này thì là chúng tôi đã bán về cho khách hàng ở, đã bán về Thanh Hà, Hải Dương. Và bên này, cặp bên này là đã bán về Thiệu Hóa, Thanh Hóa cho anh Quân. Và cặp bên này là cái chưa khác. Chào tạm biệt quý vị.